Le chapelet de la miséricorde divine, chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái thương lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nguồn thăm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong cây chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hồng sông về. Amen. Chuỗi hạt thứ nhất, chữa lành tâm linh. Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi vì sự bất trung, lòng cứng cỏi, chai đá của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về mặt tâm linh. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm linh của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về mặt tâm linh, về những sự nghi ngờ xúc phạm, chối bỏ tình yêu Chúa, không tin sự hiện diện của Chúa trong thánh thể, những mê tín dị đoan, coi bói toán, tin tử vi tướng số, tin thờ lão tướng, những lần không dám tuyên xưng làm chứng bênh vực đức tin vào Chúa. Những lần đặt của cái tiền bạc danh vọng địa vị trên Chúa. Những lời nguyền rủa chúc giữ, những lời thề hứa gian dối lăng mạ kêu danh Chúa cách bất xứng. Xin Chúa cho chúng con được nhẫn chìm vào lòng thương xót của Chúa là Cha, là đấng cứu Chúa duy nhất của chúng con. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thiên tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con ơi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chủ đề thứ hai là chữa lành về tâm lý. Psychic. Chúa Giêsu chịu đánh đòn, mang lấy những thương tích, tội lỗi của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về mặt tâm lý. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm lý của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về những tư tưởng, những ước muốn, những đam mê, hướng về dục vọng, tiền tài, cờ bạc, rượu chè, những ám ảnh của hận thù, không tha thứ, bị sỉ nhục, khinh chê, những tiềm thức của quá khứ, đau thương, sợ hãi, bị hãm hiếp, bị đánh đập, cưỡng ép, cưỡng bóc, những kinh nghiệm đau thương bị bỏ rơi, tù đày, bị khinh chê, bị nhạo báng, những mặc cảm của tội lỗi thua kém, muốn tự tử, muốn trả thù, những ý nghĩ sâu xa, tư tưởng không trong sạch, hay chán nản, hay nghi ngờ, nghĩ xấu về người khác. Xin Chúa là đấng đầy quyền năng, chữa lành, giải thoát và tẩy rửa chúng con, để mang chúng con về sống trong tình yêu và trong lòng thương xót của Chúa. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tinh của con đã yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chuỗi hạt lòng thương xót thứ ba, xin Chúa chữa lành chúng ta về mặt cảm xúc, la guérison émotionnelle. Chúa Giêsu chịu đội mạo gai, Chúa Giêsu chịu phải mang lấy cái couronne d'épines để mạo gai trước sự chối bỏ, sự nhạo báng Thiên Chúa, sự kiêu căng của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về mặt cảm xúc. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa, lên lòng thương xót của Chúa, những vết thương của cảm xúc của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về những mặt đó. Những tính tình nóng nảy, bực bội, giận dữ, chửi bới, ăn nói thô tục, những tính hay ghen ghét, hay giận hờn, hay hận thù, tính dễ bị kích động, dễ tự ái, những cảm xúc sợ sệt, lo âu, sự hồi hộp. Xin Chúa lấy đi tất cả những cảm xúc không tốt đó và đổ tràn hoa quả của Chúa Thánh Thần vào trong tâm hồn chúng con, và ban cho chúng con sống trong bình an, trong niềm vui và ân sủng Chúa. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chuỗi hạt lòng thương xót thứ tư, chữa lành các cái mối quan hệ, mối liên hệ, chữa lành cái guérison des relations. Chúa Giêsu vác cây thập giá, vác cây thánh giá, vì nhân loại vẫn sống trong hận thù, trong đàn áp, trong gươm giáo, trong chiến tranh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về các cái mối liên hệ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương trong các mối tương quan của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về những mặt đó. Những mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không hòa thuận, không yêu thương, thiếu kính trọng, thiếu chăm sóc, thiếu nâng đỡ nhau, bị bỏ rơi. Những mối quan hệ giữa anh chị em ruột thịt không hòa thuận, ganh tị, chia rẽ.
Mối quan hệ giữa vợ và chồng thiếu yêu thương, thiếu chung thủy, thiếu thông cảm, thiếu hiệp nhất, thiếu chăm sóc, thiếu tôn trọng, sự ly dị, sự chia lìa nhau. Mối quan hệ giữa gia đình bên vợ, bên chồng xích mích gây gổ, nói xấu nhau, mẹ chồng con dâu không hòa thuận, những quan hệ không tốt với anh chị em bên vợ, bên chồng. Mối quan hệ với bạn bè, thân nhân viên, chủ hãm, với cấp trên, với những người trong cộng đoàn, trong nhóm không được tốt đẹp. Xin lòng thương xót Chúa hàn gắn những mối quan hệ đổ vỡ đó, chia lìa, sứt mẻ. Vì chúng con là những cành nho được kết hợp nên một với Chúa là cây nho, Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế gian. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim từ nhân, con tin thác nơi La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. Chuỗi hạt lòng thương xót thứ năm. Một khi chúng ta luôn luôn nhắc nhở nhau là chúng ta chỉ quan tâm đến thân xác, nhưng mà trong kinh này chúng ta thấy cái chuỗi hạt cuối cùng là về thân xác, về physique. Bởi vì cái tâm hồn chúng ta có khỏe, cái tinh thần chúng ta có khỏe, có mạnh thì thân xác nó thực sự mạnh. Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá, trên cây thánh giá để mang lại sự phục sinh và đời sống mới cho nhân loại, cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành cho chúng ta về những bệnh tật thân xác, những đau yếu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta những chữa lành chúng ta những bệnh tật riêng tư của chúng ta. Mỗi người có cái bệnh, ai cũng có cái bệnh riêng tư, bệnh đau tim, xoang mũi, bệnh tiểu đường, bệnh này bệnh kia. Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương thân xác của chúng con, để xin Chúa chữa lành cho chúng con về những vết thương, những cái bệnh trong đau tim, đau bao tử, đau gan, đau mắt, dị ứng, khó thở, mất ngủ, những bệnh về ung thư, bị bướu, bị viêm gan, viêm các loại, bệnh nhãn trí, bệnh thần kinh, những vợ chồng san sẻ không có con, tất cả những bệnh tật khác.
Chúng con cậy nhờ danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa tuôn chảy từ trên thân xác của Chúa, trên cốt tê của Chúa, cạnh sườn của Chúa, xin đổ tràn đầy trên chúng con và những vết thương và những và chữa lành cho tất cả chúng con, cho thân xác chúng con. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên thánh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Lạy Cha chi thánh đấng toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha chi thánh đấng toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha chi thánh đấng toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước đã tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Cảm ơn anh chị em.